Wow, một chiếc bánh. Một chiếc bánh gì nhỉ? Bánh phở. Một chiếc bánh màu hồng, bánh chú hề à? Con sơ cho các bạn xem nào. Đây. Wow, hình như bạn đã phát hiện ra rồi. Ở đâu nhỉ? Ở đây có không? Con tìm nào. Một chiếc bánh này Ngân Hà cho các bạn xem đi. Rồi. Bây giờ là Ngân Hà ơi, hình như là hết rồi ấy nhỉ. Bây giờ con về đằng kia nha, con bày nhá. Rồi ba con mình sẽ chơi một trò chơi game mini, giải câu đố nhá, thì mới được ăn nhá. Nào, đi ra thôi. Ba có hai chiếc bánh màu hồng. Ba cho các bạn một chiếc bánh. Ngân Hà hỏi xem còn mấy chiếc bánh. Chào các bạn nhá. Hôm nay bạn Ngân Hà sẽ chơi một trò chơi là tìm bánh và chơi một trò chơi mini game là đoán câu đố nhá, giải đoán câu đố nhá. Ngân Hà tìm xem nào. Wow, một chiếc bánh. Một chiếc bánh gì nhỉ? Bánh phở. Một chiếc bánh màu hồng, bánh chú hề à? Con sơ cho các bạn xem nào. Đây, một chiếc bánh màu hồng nhá. Con cho vào rổ của mình rồi mình đi tìm tiếp nhá. Bạn hôm nay có một cái trang phục rất đặc biệt nhá. Mặc một cái trang phục là của chú khỉ nhá. Hình như bạn Ngân Hà đã phát hiện ra một cái nữa rồi đấy. Cái bánh rồi đấy nhá. Tìm xem. Wow, một chiếc bánh ấy. Hình chú hề màu xanh lá cây này. Con ơi, lấy vào rơi cho các bạn xem nào. Bạn mà ra đây lấy nha. Rơi lên nha. Thế là Ngân Hà đã săn được hai cái rồi nhá. Xong mình lại đi tìm tiếp thôi. Bạn Ngân Hà đang ngó ở đây này. Có không Ngân Hà? Có à? Đưa con tìm quanh đấy xem nào. Có không? Không có. Mình sẽ đi tìm tiếp xem nào, những chiếc bánh ở đâu nhá. Bạn đang đứng cũng đi rồi. Mặc áo hình con khỉ nhá. Rất xinh nhá. Đi thôi. Wow, hình như bạn Ngân Hà đã phát hiện ra rồi. Ở đâu nhỉ? Ở đây có không? Con tìm nào. Không có à? Khoan, đằng kia xem có không. Wow, lại phát hiện một chiếc bánh màu xanh lá cây nhá. Bánh hình chú hề nhá. Ngân Hà rơi chiếc bánh cho các bạn đi xem nhá. Wow, đẹp quá nhờ. Đi tìm tiếp nhá. Thế là bạn Ngân Hà đã tìm được ba chiếc bánh hình chú hề rồi đấy. Tìm từ đâu nhỉ? Con có thấy ở đâu không? Wow, lại một chiếc bánh hình chú hề màu xanh lá cây này. Đi vào đi. Rồi. Thế là bạn Ngân Hà đã săn được 4 chiếc bánh rồi đấy. Ngân Hà ngó cái bụi này xem có thấy không? Không có à? Ở kia. Ở đâu con đi tìm đi. Một chiếc bánh này Ngân Hà cho các bạn xem đi. Rồi. Bây giờ là Ngân Hà ơi, hình như là hết rồi ấy nhỉ. Bây giờ con về đằng kia nha, con bày nhá. Rồi ba con mình sẽ chơi một trò chơi game mini, giải câu đố nhá, thì mới được ăn nhá. Nào, đi ra thôi. Wow, Ngân Hà đã đổ ra rồi. Từng chiếc bánh một cho các bạn xem nào. Có bao nhiêu chiếc bánh màu xanh lá cây? 3 chiếc bánh màu xanh lá cây à? Bao nhiêu chiếc bánh màu hồng? 3 chiếc bánh màu hồng à? Rồi. Màu hồng, màu xanh lá cây. Rồi. Bây giờ nha. Thế là bạn Ngân Hà đã xếp được những chiếc bánh ra rồi. Bây giờ Ngân Hà sẽ chơi một câu đố nha. Sẽ thực hiện phép tính nha. Được không? Ba có hai chiếc bánh màu hồng. Ba cho các bạn một chiếc bánh. Ngân Hà hỏi xem còn mấy chiếc bánh.
Còn mấy chiếc bánh hả con? Ngân Hà giải đồ đi. Thì bạn Ngân Hà đang suy nghĩ đây. Ngân Hà đang suy nghĩ xong chưa? Ờ, thế là còn mấy chiếc bánh? Còn ba á? Còn một chiếc bánh à? Một chiếc bánh, con cầm một chiếc bánh lên xem nào. À, Ngân Hà cầm một chiếc bánh màu hồng. Nhưng mà Ngân Hà sai rồi nhá. Ngân Hà sai như này thì Ngân Hà chưa được ăn. Nhìn nào, Ngân Hà phải cầm một chiếc bánh màu hồng ở trên Ngân Hà mới được ăn. Bây giờ cho Ngân Hà chọn lại nhá. Còn mấy chiếc bánh? Một chiếc bánh. À, thế Ngân Hà cầm một chiếc bánh ở phía trên lên đi. Phía trên mà, phía trên bánh màu hồng kia kìa. Đây này. Đấy, con cầm một chiếc thôi. Cầm một chiếc nhá, một chiếc để lại cho các bạn. Thế là thế con trên tay con cầm mấy chiếc bánh? Một chiếc bánh à? Ừ. Bây giờ mình sẽ chơi một câu đố khó hơn. Câu đố phép tính thứ hai bắt đầu. Bây giờ nhá, ba có ba chiếc bánh chú hề này. Bây giờ ba cho các bạn một chiếc bánh, hỏi còn mấy chiếc bánh? Hai chiếc bánh à? Giỏi quá. Bây giờ Ngân Hà cầm một chiếc bánh màu xanh lên. Thế trong ở trước mặt con còn mấy chiếc bánh? Hai cái à? Giỏi quá. Thế là Ngân Hà đã giải được hai câu đố. Bây giờ một câu đố thứ ba, câu đố khó hơn. Nếu mà bạn Ngân Hà trả lời đúng thì bạn Ngân Hà mới được ăn chiếc bánh chú hề nhá. Câu đố thứ ba bạn Ngân Hà sẽ thực hiện một phép tính. Bây giờ ba sẽ ra câu đố nhá. Bạn Ngân Hà có 4 chiếc bánh và cho các bạn một chiếc bánh màu hồng và một chiếc bánh màu xanh. Hỏi bạn Ngân Hà còn bao nhiêu chiếc bánh? 2 chiếc bánh à? Rồi. Bây giờ Ngân Hà sẽ cầm một chiếc bánh màu hồng và một chiếc bánh màu xanh lên. Cái bánh ở đằng trước mặt con cơ. Bánh ở trước mặt con đi. Một chiếc bánh màu hồng với một chiếc bánh màu xanh. Nào, con nhận đi. Ừ, như thế cũng được. Thế trước mặt con còn mấy chiếc bánh? Đây này. Con cầm được 2 cái. Thì trước mặt con còn mấy chiếc bánh? 2 cái thật không? À, hóa ra bạn Ngân Hà chỉ cầm 2 cái kia thôi. Nhưng mà thực ra câu đố của bạn xem nào. Còn 2 cái nhưng mà bạn Ngân Hà đã cầm 2 cái kia thì cũng đúng thôi. Và còn một chiếc bánh màu hồng và một chiếc bánh màu xanh nhá. Bây giờ bạn Ngân Hà sẽ bọc bánh hình chú hề bánh màu xanh lá cây đi. Để và ăn cho các bạn xem nhá. Nào, Ngân Hà bóc đi. Đấy. Dạo này kỹ năng bóc bánh của bạn Ngân Hà thì không phải nói rồi. Siêu lắm. Con ơi, con ba nói con này lần này là lần thứ tư nhá. Con không được vứt bừa bãi nhá. Tí mình phải nhặt và mình cho vào thùng rác nghe chưa. Bây giờ con dơ chiếc bánh hình trong của mặt chú hề thế nào? Wow, chiếc bánh hình chú hề nha. Bánh vị gì nhỉ? Con thử ăn xem nào. Thơm không? Thơm lắm à? Bây giờ con thử ăn xem nào. Bạn Ngân Hà mời các bạn cùng ăn bánh nha. Ngon không? Bánh mặt hình chú hề vị gì con nhỉ? Kem. À, có kem, vị sô cô la. Vị sô cô la nhá. Ngon đấy. Nào, Ngân Hà ăn hết chiếc bánh đi. Bạn Ngân Hà đang vừa ăn vừa ngắm. Để vào quay cho cái cảnh xem bạn Ngân Hà ngắm cái gì nhá. Hình như bạn Ngân Hà ngắm cái đàn chim sẻ kia kìa. Kêu chít chít ấy. Ngân Hà nhờ. Các bạn đang ăn, đang ngắm đây. Con gặm, con cắn đi. Các bạn hôm nay có thấy ấn tượng Ngân Hà với cái gì không? Bà rất ấn tượng là Ngân Hà mặc áo hình con khỉ đấy. Mà Ngân Hà cũng là từ khỉ đấy con ạ. Rất đẹp nhá. Ngân Hà có bộ quần áo này đẹp quá. Mới được mẹ mua cho đấy. Đây này, bánh hình chú hề này. Đấy. Bạn nào nhu cầu ăn nhá, Ngân Hà sẽ gửi cho các bạn ăn nhá.
Là đã ăn xong một cái rồi, cái thứ hai rồi. Ngân Hà có thấy ngon không? Bây giờ Ngân Hà mời các bạn cùng ăn nhé. Ngân Hà mời các bạn cùng ăn. Ngân Hà ơi, mình chào tạm biệt các bạn đi. Hai ba con, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bây giờ Ngân Hà sẽ thu bánh về và thưởng thức nhé.